Sáng ngày 15 tháng 10, tại trường trung cơ sở Mậu Khê 1, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều đã tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông và phát động tham gia các cuộc thi tìm hiểu về luật an toàn giao thông trong các trường tiểu học trung học cơ sở năm học 2018-2019 trên địa bàn thị xã. Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều, các đồng chí trong Ban chỉ đạo an toàn giao thông thị xã, lãnh đạo công an thị xã, lãnh đạo công an phường Mậu Khê, các đồng chí đại diện ban giám hiệu các trường tiểu học và trung học cơ sở, đại diện cha mẹ học sinh các trường cùng hơn 700 học sinh trường trung cơ sở Mậu Khê 1. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh, đại diện cha mẹ học sinh và đại diện ban giám hiệu các trường tiểu học và trung học cơ sở được công an giao thông thị xã phổ biến tuyên truyền về luật giao thông và các quy định về trật tự an toàn giao thông, được nghe kinh nghiệm hướng dẫn xây dựng đội tuyên truyền an toàn giao thông lớp học và xem một tiểu phẩm tuyên truyền của đội tuyên truyền an toàn giao thông lớp học trường trung học cơ sở Mậu Khê 1. Tại chương trình này, đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều đánh giá cao sự tích cực của học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở thị xã trong việc tham gia các cuộc thi tìm hiểu về luật giao thông trong các năm học trước như cuộc thi giao thông thông minh qua Internet, cuộc thi chúng em với an toàn giao thông và cuộc thi giao thông học đường. Qua các cuộc thi đó đã nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh thị xã. Thay mặt lãnh đạo ngành, đồng chí đã phát động học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở tham gia các cuộc thi tìm hiểu luật giao thông trong năm học 2018-2019. Đồng chí yêu cầu các đơn vị trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục tuyên truyền về an toàn giao thông và tổ chức cho học sinh tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về luật giao thông trong trường học năm học 2018-2019. Cuối chương trình, các đại biểu, các ông bà đại diện cha mẹ học sinh các trường được chứng kiến các em học sinh trường trung học cơ sở Mậu Khê 1 tham gia cuộc thi học sinh Quảng Ninh với an toàn giao thông trên Internet.